Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tính năng cực kỳ hay và hữu ích ở trên cái ngân hàng VPBank của chúng ta. Đó là cái tính năng chuyển tiền theo lô. Thì với cái tính năng này sẽ giúp cho chúng ta chuyển tiền được cho nhiều người cùng một lúc với cùng một nội dung và cùng một cái số tiền giống nhau nhé. Thì ví dụ đến gần Tết rồi, các bạn có thể chuyển tiền mừng tuổi cho nhiều người cùng một lúc với cùng một cái nội dung, hoặc là các bạn là chủ doanh nghiệp chẳng hạn thì các bạn có thể chuyển được tiền lương cho nhiều người cùng một lúc đó. Thì giờ mình sẽ vào trong để mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể chuyển tiền theo lô nhá. Đó, thì ở đây là cái tài khoản ngân hàng VPBank của mình và giờ mình sẽ đăng nhập nhá. Đó, vậy là mình đã đăng nhập được vào trong cái tài khoản ngân hàng VPBank của mình rồi. Và giờ chúng ta sẽ chọn vào cái mục chuyển tiền này nhá. Đó, thì ở đây các bạn để ý này, các bạn sẽ kéo lên cho mình. Và ở đây thì các bạn thấy xuất hiện một cái tính năng là chuyển tiền theo lô đây nhá. Thì mình sẽ chuyển tiền theo lô, thì mình sẽ chọn vào chuyển tiền theo lô này. Đó, thì ở đây thì các bạn có thể là chọn những người mà các bạn muốn chuyển đây. Và ở đây thì các bạn cũng có thể ghi nội dung luôn. Ví dụ mình muốn chúc mừng năm mới chẳng hạn cho nhiều người chẳng hạn, thì mình sẽ ghi nội dung là chúc mừng năm mới. Đó, vậy là mình đã chọn được cái nội dung để mình gửi tiền cho những cái người này cùng cái nội dung này nhá. Mình sẽ chọn xong này. Và ở đây thì giờ các bạn có thể chọn cái danh sách, các bạn có thể thêm cái danh sách người nhận ở đây nhá. Đó, thì ở đây thì nếu mà các bạn muốn chọn được những cái số nào mà ở trong cái danh bạ của các bạn đã lưu trước đó mà các bạn đã chuyển tiền và các bạn đã lưu ở trong cái danh sách chuyển tiền của mình, thì các bạn chỉ việc chọn vào đây cho mình. Đó, và ở đây thì mình đã lưu 3 người này rồi. Và giờ mình sẽ chọn lần lượt từng người một nhá. Mình sẽ chọn này. Và ở đây thì các bạn để ý này. Và các bạn nhá, ở đây thì các bạn sẽ điền cái số tiền mà các bạn muốn chuyển cho những cái người này. Mình làm ví dụ thôi, thì mình sẽ chuyển 10.000 thôi. Mình làm ví dụ nhá. Đó, và ở đây thì các bạn sẽ tích chọn cho mình là chuyển cùng số tiền cho người khác nhá. Đó, để mình sẽ chuyển cho cùng một cái mệnh giá tiền chẳng hạn. Và mình sẽ chọn xong. Vậy là mình đã chọn được một người rồi. Và mình sẽ chọn những cái người tiếp theo. Mình sẽ thêm người nhận này. Đó, mình sẽ chọn tiếp này. Chọn tiếp này. Mình chọn xong này. Mình sẽ tiếp tục này. Và mình chọn tiếp này. Đó, mình sẽ xong. Đó là chọn ở những cái người mà đã có ở trong danh bạ rồi. Còn các bạn nào mà muốn chọn những cái người không có ở danh bạ mà những cái người mới, thì các bạn cũng sẽ chọn cho mình là thêm người nhận nhá. Và đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái số tài khoản. Ví dụ một cái người nào đó mà mình chưa lưu ở trong cái danh bạ này chẳng hạn, chưa lưu ở trong cái danh sách trước đó mình đã chuyển, thì các bạn sẽ điền cái số tài khoản này vào đây nhá. Ví dụ mình sẽ chuyển cho các bạn này. Và cái ngân hàng của cái người này là cái ngân hàng Kỹ Thương. Mình sẽ chọn đây, Techcombank. Đó, vậy là đã ra được cái tên của cái người này rồi. Mình sẽ chọn xong nhá. Vậy là mình đã chọn được cái 4 người này để mình chuyển. Và mình không chuyển thêm cho người nào nữa, thì mình sẽ chọn vào đây để mình tiếp tục này. Và mình sẽ chọn xác nhận nhá các bạn nhá. Mình sẽ điền cái mã PIN Smart OTP vào đây. Mình sẽ xác thực giao dịch. Đây này các bạn này. Các bạn để ý nhá. Vậy là ghi nhận lô chuyển tiền đã xong này, đã báo thành công rồi nhá. Và với cái nội dung là chúc mừng năm mới thì mình đã chuyển cho 4 người này. Đó, mỗi người là 10.000, 4 người là mất 40.000 đây nhá. Mình đã chuyển xong này. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái tính năng chuyển tiền theo lô, chuyển tiền cho nhiều người cùng một lúc với cùng một cái nội dung và cùng một cái mệnh giá tiền nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.